bạn à, bạn có biết là này, hai vợ chồng đấy ngồi trong xe ở Việt Nam thì là không có xe như vậy, thì không phải là xe xe buýt này. Đấy, chỗ này là bên xe là trần này, xe này gọi là xe trolleybus này, xe buýt điện này. Việt Nam thì là không có đâu. Này xe buýt điện, xe buýt là công cộng này, nó tiện, rộng, thoải mái. Cứ xem xung quanh, cha cô là con gà là con lợn, con người làm đều đầu. Ít người nói chuyện, toàn hai vợ chồng thôi, vì là quay video cho các bạn. Nói chuyện trong xe là không còn, ở đây gọi là không lịch sự. Trong xe không còn Ukraine thì là nó có thói quen, nó trả tiền lúc khi ngồi trong xe. Thì là có một người bà là dịch vụ, nó là thu tiền của dân. Nói chung là tập quán, phong tục tập quán là trả tiền xe công cộng. Các là thành phố nó khác nhau. Thành phố Dnipropetrovsk là nó không được trả tiền sau khi con người xuống xe, tức là vào xe thì là không cần trả. Зупинка автовокзал. Hai vé 12 đồng. Đấy, cứ xem. Nó vé đi xe buýt này. Hai cái. Đây là của vợ, đây là của chồng. Ở đây nói chung là cũng là có phong tục giữa là người trẻ. Nó là tính số này, tính số vé. Nó số may mắn không? Наступна зупинка вулиця Молочна. Шановні пільговики, прохання своєчасно реєструвати проїзд карткою «Єдікет». Картка є дійсною тільки при наявності пільгового посвідчення. Дякуємо, що користуєтесь нашими послугами. Này là xe buýt điện thì là có máy thông báo tự động, thông báo вулиця Державська gì đấy, vừa đọc bên xe mang tên đường phố Державська. Thông báo dành cho người từ thành phố khác sang không quen. Đấy, chuẩn bị dẫn đi tiếp tục. Đấy, thì là Sơn vừa hỏi là cô đấy, nói chuyện với cô, hỏi là báo giờ nãy xe điện bắt đầu làm việc. Đấy, bên xe tới là bên gì? Thông báo trước. Thì là xe buýt điện bắt đầu làm việc từ 4 giờ rưỡi đến 12 giờ đêm. Từ 4 giờ rưỡi sáng đến 12 giờ đêm. Bên này này cũng là đối diện bệnh viện 13 thành phố Kharkov. Hôm nay là Sơn có việc này. Hôm nay Sơn giúp một bạn Việt Nam đi viện chụp điện tâm đồ đấy, tìm phổi. 13 chưa có mặt. Bây giờ là 10 giờ rồi. Lại gọi điện thoại.
Anh ạ, chị có tới bệnh viện chưa? À, chưa tới á. Vâng, vâng anh, em hiểu, ok. Vâng, vâng, tim phổi đúng không? Tìm, ok. Chưa tới, chờ một chút. Mới tới. Chào. Xin chào. Hey, bà. Bà. Hôm nay lại quay phim mà chồng đi làm. À, thì quay xong. Sợ chồng đi Theo dõi. Ghen chồng. Ghen chồng. Sợ là trong là báo là dắt người người ta đi viện, nghĩ là chuyện nhỏ nói dối, đi chơi gái. À, có vấn đề gì đấy? Cháu muốn là cháu toàn bộ. Ai? Chị á? Ừ. Toàn bộ là như thế nào? Thiếu gì? Tìm vừa hôm ấy kiểm tra đây bỏ lời. Tìm á? Ừ, tìm. Mới kiểm tra lại. À. Kiểm tra nhưng không phải là tâm đầu đâu, một kiểm tra là siêu âm toàn bộ. Siêu âm. Nếu mà em muốn là siêu tổng thể kiểm tra mắt, tai, mũi, miệng để kiểm tra tổng thể. Không, chỉ có tim thôi. Không phải. Nếu mà kiểm tra tân tân tật thì là hôm nay là không đủ không. Này. Chỉ kiểm tra tim mà. Đi nội soi Uzi thôi. Uzi gì? Uzi là nhiều kiểu. Uzi trên dưới. Tất cả là phụ tạng á? Không, chỉ kiểm tra tim mạch. Tim mạch là tim mạch thì phải là chụp là. Nếu mà siêu âm tim ấy thì là nó không chuẩn bằng là chụp điện tâm đồ. Tâm đồ hôm nọ tâm đồ rồi. Đồ va tâm đồ. Thì là tâm đồ là chuẩn nhất. Tâm đồ. Còn là nếu mà là siêu âm tim nó xem nó trong tim là có sự thay đổi gì, chẳng hạn nó bị tèo hoặc là nó bị tắc này. Ờ. Thì hiểu không? Ờ, siêu âm. Như vậy á, siêu âm. Em tâm đồ giống là em siêu âm xem là siêu âm. Siêu âm thôi ok nhá. Siêu âm giác mạc, giác cái. Đi. Vào. Mắt. Không, giác mạc tim. Ở đây không có phòng siêu âm. Son đi hỏi phòng thông tin. Там есть парк. Вы говорите, что вы не заходите, а вот прямо там торцы, дверь такая, там как-то видишь, там видео поезжает. Заходите туда. Ага, хорошо, спасибо. Да. Что можно вообще? Хомпайло. Này, không là bây giờ đi ra bệnh viện Tây Nhật. Bắt đầu đi. Gagarin là lọ dày nhất của thành phố Kharkov mà. Nó rộng. Đang đi trên đường là trung tâm. Bên trái là nhà máy sản xuất là xúc xích là. Đi tắt đường. Lại đang sắp là đi qua cầu. Đây.
xong. Đường phố cổ, thành phố cổ. Just touch, please.